Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc tập 3 của cuốn Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoằng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói tức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu. Vườn Thiền Trí Tuệ và Dâng Trà. Bùi Trí Trung. Hạnh duyên sơ ngộ với thầy vào đầu mùa đông 2019 ở Chùa Đức. Lâm. Nagoya khi thầy qua Nhật lần đầu tiên, đã được biết nhau từ trước, từ khi biên tập tập thơ, Thơ và Đá, của Nguyễn Đức Sơn được thầy viết cho lời tựa giới thiệu, nên tuy mới gặp nhưng mà thấy thân thiết như đã biết nhau từ trước. Dạ Thảo cũng bay từ Mỹ qua ăn Tết Tây. 2020 cùng nhau, Chùa Đức Lâm năm đó nhộn nhịp, nhiều tăng ni và Phật tử người Việt đến viếng thăm thầy, thăm lẫn nhau, đâu đâu cũng nghe tiếng Việt râm ran trong khuôn viên ngôi chùa Nhật Bản này. Có khi rảnh rỗi, thầy dạo đàn ở phòng ăn chung là một không khí ấm áp thật hạnh phúc lan tỏa rộng, ai đi ngang qua cũng đều dừng chân lại trân trọng lắng nghe không kể Nhật hay Việt. Những giây phút đó thật là thân thiết, thật là tình cảm, và tôi cũng cảm thấy rằng thầy cũng đang cố quên những công việc bề bộn hàng ngày, để hòa mình vào hoàn cảnh thực tế chung quanh, hòa đồng với môi trường đang có. Đêm giao thừa Tết Tây 2020. Thầy tham dự nhiều nghi lễ Phật giáo đón Tết của Tông Tào Động ở Chùa Đức Lâm và cùng chung vui với mọi người. Tôi thấy thầy hơi mệt vì cuộc lễ quá dài, nhưng Tết đó rất nhiều Phật tử người Việt Nam được hạnh duyên là được cả hai thầy, thầy trụ trì Chùa Đức Lâm và thầy Tuệ Sĩ làm lễ tạ ơn Phật ban phước đón năm mới. Sau đó hơn một tuần chúng tôi tiễn thầy về nước ăn Tết ta, thầy đi xong thì Giả Thảo cũng trở về Mỹ, và tôi thì ăn Tết ta một mình xứ người như nhiều năm qua. Sau Tết ta 2020 thầy trở lại Nagoya lần thứ hai. Tháng 2 ở Nhật là giữa mùa đông, cỏ cây trơ cành trụi lá. Khu rừng cạnh nhà cũng thế, chỉ còn mấy cây tùng hay những loại cây lá sáp chiếu sáng là vẫn giữ màu xanh mà thôi. Có hôm đi dạo trong rừng đem theo ít trà nóng, đi một chút thì nghỉ sợ thầy đau chân, nghỉ rồi lại đi. Trời tuy lạnh nhưng có chút trà ấm vào thì khỏe lại ngay. Nhìn cảnh rừng mùa đông nghĩ đến cái ấm áp tươi trẻ rực rỡ mùa xuân sắp tới. Nhớ đến câu chữ Hán, đông lai xuân bất viễn, mùa đông đến là mùa xuân cũng không còn xa, nghĩ rằng thầy cũng sẽ mau bình phục trở lại cuộc sống thường ngày. Tâm cảnh tương trì, nhìn cảnh xác sơ mà tâm ta thanh tịnh thì chẳng thấy gì buồn. Cuối tháng 2 đưa thầy đi thăm vườn hoa mai, mơ ở Nagoya. Hoa mai là một trong những loại hoa nở báo hiệu mùa xuân sắp đến ở Nhật Bản. Gần những nơi thầy tạm trú, giữa tháng 3 là những hàng cây mộc liên hoa nở trắng và nhiều loài hoa màu vàng màu đỏ khác hai bên đường xung quanh chùa Đức Lâm, đầu tháng 4 là hoa anh đào như những tầng mây trắng đượm chút hồng nhạt ở thành phố Saitama, và sau đó là bao nhiêu hoa đủ thứ đủ màu, lớn nhỏ, cao thấp, và lá xanh đâm chồi nảy lộc, thoáng một vài tuần là đất trời đổi thay, thành phố từ màu xám xịt đã trở thành màu xanh bình yên, hớn hở, màu xanh với những sắc màu hy vọng. Như hy vọng cho sức khỏe bệnh trạng của thầy mau được cải thiện. Mùa xuân ở Nhật là mùa trăm hoa đua nở, mùa xuân năm 2020 sức khỏe thầy càng ngày càng hồi phục. Thầy thì vui và chúng tôi cũng rất mừng. Những ngày thầy ở Nhật, tôi có may mắn được hầu chuyện nhiều lần. Trong các câu chuyện lung tung nhắc lại thời, trẻ trung, của thầy trước. 75, cũng là những chuyện thời, niên thiếu, của tôi hồi đó. Đôi khi phát hiện ra một vài sự trùng hợp nào đó thì phá lên cười, cùng lần tìm về vết dấu cũ ngày xưa. Nghe tiếng thầy đã lâu nhưng nay mới được dịp hạnh ngộ, tuy là thầy đang hơi yếu nhưng đối với tôi đây là một cơ duyên hy hữu, một may mắn một hạnh phúc cho những ngày sắp vào tuổi buổi chiều của đời người. Trong các chuyến đi dạo ở khu rừng cạnh nhà, hay đi viếng đền chùa gần xa, thầy vừa đi vừa nghỉ vì đôi chân hơi yếu, nhưng những mẩu đối thoại tìm hiểu về văn hóa tập quán xã hội Nhật Bản luôn được đặt ra. Và tôi nhiều khi cũng rất thú vị được nghe những kiến thức, lý luận về Phật học rất mới mẻ đối với tôi từ thầy. Có lần bàn đến thơ của thầy thì thầy hạnh viên đưa ra ý kiến là đã đến lúc nên phát hành tập thơ, Thiên Lý Độc Hành, vì thấy khả năng thiết kế, trình bày sách của Giả Thảo rất tuyệt, tính nghệ thuật cao, sách phát hành rất được trân trọng.
Chúng tôi cố gắng làm nhanh, giống như nhóm cộng tác biên soạn tập Thơ và Đá, bản dịch thơ tiếng Anh do Nguyễn Phước Nguyên đảm nhiệm, còn tôi nhận phần phiên ra chữ nôm, dịch ra thơ tiếng Nhật và biên tập toàn thể, lần này có thêm nhà thơ Pháp là bạn của thầy, bà Dominique de Misco dịch ra thơ tiếng Pháp, thầy Hạnh Viên viết lời bạt, nối gót thiên lý độc hành, cũng được dịch ra 3 ngôn ngữ, phát hành ở Mỹ cuối năm 2020, sau đó Hương Tích tái phát hành ở Việt Nam năm 2021. Chưa hết, trong những ngày dịch thiên lý độc hành, tôi có đọc qua trên mạng một vài giới thiệu những bài thơ chữ Hán trong tập Ngục Trung Mỹ Ngữ của thầy nhưng chưa thấy thấm ý cho lắm. Thế là những bài thơ này cũng được đem ra viết lại, cùng với thầy mổ xẻ, phân tích từng chữ từng ý, và rồi được dịch ra thơ tiếng Việt bởi thầy Nguyên Hiền, cũng Nguyễn Phước Nguyên dịch ra thơ tiếng Anh và tôi lãnh phần tiếng Nhật cùng biên tập như trước nay. Vì là thơ chữ Hán nên có thêm phần thủ bút cho đẹp, phần này nhờ thầy Takaoka Satcho, trụ trì chùa Đức Lâm thủ thư. Đương nhiên là giả thảo tập trung thiết kế, trình bày bìa, và tập thơ đã được phát hành ở Mỹ đầu năm 2023. Điều đáng nhắc đến ở đây là mọi hình ảnh liên quan đến thầy sử dụng cho tập thơ này đều là hình của riêng giả thảo và tôi, chưa được sử dụng lần nào nên thật là quý. Trong 3 năm biên tập 2 tập thơ của thầy, cả giả thảo và tôi đều rất trân trọng, tập trung mọi khả năng có thể, để có được 2 tập thơ mà cả nội dung lẫn hình thức đều đạt đến đỉnh cao trong những sách phát hành xưa nay. Thật ra, đối với chúng tôi, 2 tập thơ này của thầy được phát hành vào thời điểm này cũng còn mang thêm tính cách lịch sử nữa. Sẽ có một ngày chúng ta cùng ngồi lại bên gốc tùng lật từng trang sách, đọc từng bài thơ, thấm từng câu chữ và cùng tưởng niệm đến thầy của chúng ta. Nhiều điều tâm sự với thầy tôi cũng đã viết trong tập thơ, Ngục Trung Mỹ Ngữ, rồi nên không đưa lại ở đây. Nhưng trong những tâm tình với thầy ở đây tôi chỉ xin nhắc lại 2 chuyện mà tôi rất ấn tượng, và tôi cũng mạn phép nghĩ rằng thầy cũng giữ nhiều ấn tượng với nó. Vườn Thiền Trí Tuệ. Trong thời gian thầy ở Nhật, tôi có dịp đưa thầy đi viếng nhiều đền chùa. Thầy thì thích đi để biết thêm văn hóa Phật giáo Nhật nhưng tôi thì ngược lại, là dịp được hiểu thêm về triết học Phật giáo Việt Nam qua những ý kiến hay câu hỏi của thầy. Thật ra tôi còn có một ý định khác mà không thưa với thầy hay các thị giả đi cùng, là tạo dịp để thầy đi bộ đôi chút, thư giãn. Gân cốt nhưng không để phí sức không tốt, người già ở Nhật rất dẻo dai là vì họ có nhiều dịp đi bộ, đi chùa ở Nhật cũng được xem là tạo dịp đi bộ hơn là chỉ đi để cầu phước cầu lộc cho mình. Hầu hết trong các chùa tôi đưa đi đều có một khu vườn nhỏ, không phải ở tiền đình mà thường ở phía sau gần phương trượng, đôi khi chỉ có những luống cắt thẳng hoặc uốn lượn, và vài tảng đá. Thầy để ý và quan tâm hỏi tại sao không thấy trồng hoa. Tôi giải thích đây là những vườn thiền rất đặc biệt trong các kiến trúc, trong nhiều buổi hầu chuyện, có hôm thầy nói là phải chi ở chùa mình cũng có một vườn thiền như thế này để khi nào làm việc mệt mỏi, mọi người ra đó uống trà thư giãn thì rất hay. Tôi để bụng và một hôm điện thoại bàn với thầy Hạnh Viên về khả năng tạo một vườn thiền nhỏ ở thị Ngạn Am của thầy. Thầy Hạnh Viên nói bây giờ thầy tuệ sĩ hầu hết là tịnh dưỡng ở chùa Phật Ân, Long Thành, mình thử làm ở đây xem sao. Rồi thầy Hạnh Viên gửi cho mấy tấm hình chụp khu vườn nơi thầy tuệ sĩ đang tịnh dưỡng. Lúc đầu chỉ nghĩ là tạo một vườn thiền nhỏ theo kiểu sơn thủy khô của Nhật với chữ tuệ theo tên thầy. Chữ tuệ được phân thành 3 phần, trên cùng là 2 chữ vương thỏ đầu đuôi, phần giữa chữ kệ và chữ tâm dưới cùng. Vườn thiền theo hình chữ Nhật đứng chia làm 3 phần, 3 hình chữ Nhật ngang nằm dọc liền nhau tượng trưng cho 3 chữ như trên. Phần trên cùng tạo cảnh như đồi núi nhấp nhô và chia làm 2 bên. Dự định đặt mỗi bên có 3 tảng đá với tảng đá giữa hơi cao hơn 2 tảng hai bên, tượng trưng cho Thích Ca Tam Tôn và A Di Đà Tam Tôn biểu hiện 2 chữ vương có đầu đuôi. Phần giữa bằng cắt được cạo thành những luống ngang tượng trưng cho biển và sóng nước dựa theo chữ kệ. Phần dưới cùng là hồ nước, có bắc cầu để đi qua hay ngồi thò chân xuống nước, bày theo chữ tâm. Cho đến đầu tháng 7 năm 2022 tôi mới có dịp về nước và có đến thăm thầy ở chùa Phật Ân. Tôi thử phác thảo sơ qua ý tưởng trên giấy đưa cho quý thầy xem, mọi người đều thấy thích thú về ý tưởng vườn thiền này. Cùng ngày hôm đó thầy sắp xếp đưa chúng tôi qua chùa Giác Hoàng cũng ở Long Thành gần đó để gặp thầy Lê Mạnh Thát đang chờ ở đó. Thầy nói rằng chùa Giác Hoàng trong tương lai sẽ là nơi tập trung các kinh sách, tư liệu nghiên cứu của 2 thầy để các tăng ni sinh có thể sử dụng để tu học, và đây cũng có thể là nơi sinh hoạt cuối cùng của 2 thầy. Vì chưa được phép xây dựng chùa chính thức nên hiện tại mới chỉ là một am nhỏ nằm giữa khuôn viên với tầng dưới là nơi tiếp khách, tầng trên có biển ngạch, Giác Hoàng tự,
và đài thờ Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Âm cùng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trước bàn thờ Phật, ra ngoài buổi chiều chạng vạng sẽ thấy mặt trời lặn dáng đỏ rất đẹp. Từ cổng có đường xe chạy vào, hai bên là hai khoảnh đất hình chữ nhật đứng không rộng lắm, ở giữa mỗi bên đã có trồng hai cây bồ đề và sa la, đầu lân, hai bên dọc đường xe chạy vào cũng đã có trồng hai hàng cây sa la chưa cao lắm. Đến giữa khuôn viên là cái am nhỏ và phần đất phía sau vẫn còn để hoang, trong tương lai dự định sẽ xây tăng phòng, bếp và nhà để xe cho tăng ni tạm trú, tu học. Thầy Thát đã chờ sẵn ở đó, vui vẻ kêu vào uống trà. Lần đầu được diện kiến thầy mà như đã quen trước, rất là thân mật. Thầy luôn miệng kể cho nghe mấy phát kiến mới về lịch sử Phật giáo thời Trần, tất nhiên là cũng rất mới đối với tôi. Càng nghe càng thấy muốn nghe thêm, nhưng phần nhiều là thầy nói để thầy nghe, nói huyên thuyên không cho mình có dịp hỏi thêm hay đưa ý kiến. Mà thật ra thì cỡ như bọn chúng mình khi nghe những nội dung thầy Thát phát biểu mà hiểu được đôi chút là cũng hơi có trình độ rồi, được nghe là may mắn lắm rồi, hạnh phúc nhiều lắm rồi. Thỉnh thoảng thầy tuệ sĩ chêm vào vài câu, hỏi vặn lại hay phân tích nội dung, mọi người cười vang rồi thầy Thát lại tiếp tục nói. Ngồi nghe hai vị đấu với nhau, nội dung những câu nói là những bài học uyên thâm, cảm thấy rất mới rất quý, quý hơn tất cả những gì mình thâu thập được trong quá trình học tập làm việc bao nhiêu năm nay. Nhân khi thầy tuệ sĩ nhắc đến ý tưởng tạo vườn thiền với hình chữ tuệ tham khảo hình ảnh các vườn sơn thủy khô của Nhật, thầy Thát hứng khởi nói, được đó, hay lắm. Nên xúc tiến đi, rồi thầy tiếp tục kể cho nghe chuyện mấy lần qua Nhật dự hội thảo, về tín ngưỡng Phật giáo của Nhật Bản tương quan với các nước Đông Á như thế nào, và là một bài giảng tiếp theo về quá trình tương tác truyền thừa Phật giáo từ Ấn Độ qua Trung Hoa, từ Trung Hoa truyền sang bán đảo Triều Tiên rồi qua Nhật Bản, từ Trung Hoa truyền vào Việt Nam như thế nào cùng dẫn thêm một số kiến thức lịch sử về những thiền. Sư Việt Nam qua truyền giáo ở Trung Hoa. Con đường truyền thừa Phật giáo giữa Trung Hoa và Việt Nam không phải là con đường một chiều mà là có sự giao thoa hỗ tương lẫn nhau. Thầy Thát vẫn thao thao bất tuyệt nhưng đã đến lúc phải trở lại chùa Phật Ân. Mọi người sắp sửa lên xe thì thầy Thát gọi, anh Trung lên đây ngồi với tôi. Thế là trên quãng đường hơn nửa tiếng tôi lại được học kỹ thêm về vua Trần Nhân Tông lên núi Yên Tử với phong thái như thế nào, một vài câu thơ vua ngâm trong thời gian trên núi. Hay cả đến những nội dung tu học Phật Pháp của các vua nhà Trần như Trần Thái Tông, Trần Anh Tông v.v., những nội dung đúc kết từ những cuốn sách, những tư liệu mà nếu tự mình tìm đọc thì cũng phải cần thời gian 6 tháng hay 1 năm chưa chắc đã hiểu được. Ngồi trên xe, vừa nghe vừa gật đầu theo từng câu nói của thầy Thát, cố gắng hiểu và ghi nhớ nội dung những gì thầy giảng, nhưng trong đầu tôi lúc đó lại có thêm một ý, một điều để suy nghĩ nữa. Đó là sau khi được thăm chùa Giác Hoàng, thấy khu vườn trước am có hai mảnh đất song song đối nhau, mà chùa này được xem là chùa chung, cuối cùng của hai thầy nữa, thì mình nên đề nghị hai thầy xây vườn thiền ở đây là hợp lý nhất. Về lại đến chùa Phật Ân, tôi đề nghị với hai thầy là nếu có làm vườn thiền ở chùa Giác Hoàng thì tôi có ý kiến là thiết kế hai mảnh vườn phía trước dựa theo hai chữ trí tuệ, là ý nghĩa của từ Bát Nhã nhà Phật, và cũng là một chữ một lấy từ hai tên Chí Siêu và Tuệ Sĩ. Thầy tuệ sĩ chưa kịp trả lời thì thầy Thát đã cười ha hả nói, được đấy, rất đắc ý. Phần chữ tuệ thì như đã trình bày ở trên, còn phần chữ trí thì cũng được chia làm ba chữ nhật nhỏ đối xứng với ba phần tương đương trong chữ tuệ. Trên cùng là thảm cỏ có đường đi dạo theo hình chữ thì biến thể như chữ phu, phần giữa là những luống cắt kéo dài trong hình vuông chữ khẩu, và phần dưới cùng là một hình mặt trời tròn phát ra 8 tia sáng biểu hiện chữ nhật. Ba chữ này gọp lại thành chữ chi 8 tia sáng từ mặt trời tỏa ra cũng như bát chánh đạo phát ra từ đại nhật Như Lai, phần này cũng có thể xây đường đi trên cát sỏi hay trên nước như phần chữ tâm trong chữ tuệ bên cạnh. Ý tưởng làm các đường đi dạo trong vườn thiền, cả bốn bên hai mảnh vườn cũng là đường đi dạo, hoặc có nơi ngồi thả chân vào nước là để cho các tăng ni sinh sau những giờ nghiên cứu, dịch thuật, làm việc mệt. Mỏi có nơi tản bộ, thư giãn để lấy lại cân bằng trí óc mà tiếp tục công việc. Nếu cần sẽ làm một vài tấm phản gỗ gần đó, trải tấm chiếu lên ngồi nhìn trăng sao, thưởng thức trà, đàm đạo với nhau, để tình thầy trò càng thêm thân thiết. Mấy hôm sau tôi phải trở lại Nhật tiếp tục làm việc, và đầu tháng 8 khi đại học nghỉ hè tôi lại về Việt Nam thăm gia đình thăm thầy, lại xuống chùa Phật Ân viếng thầy. Thầy vẫn sức khỏe, vui vẻ trao đổi ý kiến, quan niệm về nhiều điểm trong triết học Phật giáo hay văn thơ, những ký ức hay kỷ niệm trong cuộc đời gần 80 năm của thầy. Trong những lần hầu chuyện thầy, tôi cũng đôi khi gợi ý để thầy kể lại những chuyện xưa,
có những chuyện từ khi bắt đầu đi tu ở bên Lào, học chữ Hán như thế nào, thầy trụ trì chùa ở đó nhắn với bà mẹ của thầy là nên đem thằng nhỏ này về Việt Nam để tiếp tục tu học vì thầy trụ trì chẳng còn gì để dạy nữa cả. Hay chuyện thay ông lão viết sớ bằng chữ Hán được chút ít tiền, về Việt Nam lang thang tạm trú trong các chùa dưới miền Tây rồi mới về chùa Già Lam. Những ngày làm thị giả cho thầy Chí Quang, những ngày Phật giáo đấu tranh xuống đường như thế nào, những năm dạy học ở Vạn Hạnh, biên tập tạp chí tư tưởng và những năm tháng lánh đời về ở ẩn miền núi rừng vạn dã, những bước đi lang thang một mình trên những nẻo đường thiên lý, rồi những ngày tháng dài rằng rạc trong hai lần bị giam giữ với những u uất qua những vần thơ. Nhiều chuyện tôi đã có bàn qua trong bài viết về cách sử dụng từ Hán ngữ, hay những tâm sự của thầy qua những vần thơ trong Ngục Trung Mỹ Ngữ, được xuất bản dịp Tết vừa rồi. Mong nếu có cơ hội thì xin đọc để hiểu thêm những ý thức liên miên trong tấm lòng cao cả của thầy những ngày đó. Ở đây, chỉ xin nhắc lại để cười với nhau là thầy đôi khi thường đùa tôi là người hùng cô đơn, vì tôi sống một mình nhiều năm, hay bây giờ năng đi gặp thầy thì là đời vắng em rồi chơi với sư. Biết bao nhiêu mẩu chuyện được kể đi kể lại nhiều lần mà nghe hoài không biết chán. Thời kỳ thầy ở bên Nhật thì bàn chuyện chữ nghĩa thi ca nhiều hơn vì đang biên tập mấy tập thơ của thầy, nhưng thời gian gần đây thì thường bàn chuyện lịch sử, xã hội, những quy tắc tu tập mà tôi không tường tận lắm. Chắc là tôi có nhiều câu nói ngớ ngẩn nên thầy lúc nào cũng phải giải thích khá nhiều, thế là tôi lại học được khá nhiều, và trong những buổi hầu chuyện đó lúc nào cũng tràn đầy những tiếng cười thân mật đằm thắm. Trong những lần gặp thầy đầu tháng 8 năm ngoái, tôi được biết là thầy Thát có ý xây một cái tháp cao ở giữa một mảnh vườn trong khuôn viên chùa Giác Hoàng. Tầng trệt và lầu một của tháp dự định làm thư viện tư liệu và là nơi nghiên cứu, dịch kinh, còn các tầng trên thờ Phật. Thầy Tuệ Sĩ thì góp ý là nên làm tháp gọn ghẽ vì đất không rộng cho lắm, đơn giản, có thể giống kiểu tháp ở chùa Thiên Mụ ở Huế. Tôi thì cũng ủng hộ ý kiến này là nên làm gọn gàng, không cần những mái cong dài, đã vừa thô mà còn làm hẹp đi không gian trong tháp, nếu được thì làm tháp vuông có bốn cạnh tượng trưng chữ khẩu, phần ở giữa chữ chí là hay nhất. Vì làm tháp cao nên khi xây dựng chắc chắn sẽ phát sinh ra nhiều bụi bặm xung quanh. Cho nên phải xây xong tháp rồi mới có thể tính đến chuyện tạo vườn thiền được. Chuyện làm vườn thiền được gác lại cho đến bây giờ. Thêm một khó khăn nữa là khuôn viên chùa Giác Hoàng, tuy đã là đất của mình nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có giấy phép xây chùa, nên cả việc dựng tháp hay xây chánh điện cũng chưa bắt đầu được chứ đừng nói đến chuyện làm vườn thiền. Sau đây xin bàn thêm một ít kiến thức về các vườn thiền sơn thủy khô ở các tự viện Nhật Bản. Hầu hết các thiền tự nổi tiếng như Long An tự Long An Si, Đại Đức Tự Gia Đờ Si, Đại Tiên Viện Gia Xiên Doen ở Kyoto, những chùa được xây dựng dưới sự bảo trợ của hoàng gia, tướng quân đều có những khu vườn không lớn lắm, không có hoa hoặc nếu có thì cũng ít thôi, chỉ có đá sỏi, cát trắng thêm vài bụi cây, mới nhìn thấy khó hiểu không thấy đẹp, không giống như những vườn tạo cảnh gần thiên nhiên có hồ lớn, có thác nước, nhiều loại hoa sặc sỡ nở quanh năm. Các vườn này thường được tạo tác ở trước phương trượng hay giảng đường, là nơi sinh hoạt thường nhật của sư tăng. Được gọi là sơn thủy khô, phát sinh từ thời Liêm Thương, rất thịnh hành từ thời Thất Đinh Muromachi, kéo dài đến thời Giang Hộ của Nhật Bản để phân biệt với những vườn có suối hồ được gọi là Trì Tuyền Đình Viên, Chi Dân Tên. Nhắc tới vườn thiền ở Nhật trước tiên là nhắc đến tên quốc sư mộng song Masu Kokushi năm 1275 đến năm 1351, là người sáng tạo và phát triển nó. Nhưng đến thời tiểu quật viễn châu Kobori Insu năm 1579 đến năm 1647, một lãnh chúa phò tướng quân Đức Xuyên Gia Khang Tokugawa Ieyasu, thời đầu Giang Hộ, mới là nhân vật quan trọng, đại biểu cho các tác giả thiết kế vườn thiền sơn thủy khô, còn lại đến ngày nay. Ông cũng là tổ sư của phái trà đạo Insu Ryu, được lấy tên mình đặt tên môn phái, do đó ta thấy có một sự liên quan giữa các thiền sư và trà thiền viện hay vườn thiền và trà, những vườn thiền sơn thủy khô do tiểu quật thiết kế hiện nay còn rất nhiều, nhiều nơi được xếp hạng, kiến trúc văn hóa quan trọng cấp quốc gia, có nhiều ở tỉnh Shiga là quê hương sinh quán, ở Kyoto và Đông Kinh Giang Hộ là trung tâm chính trị thời đó, hay ở vùng tỉnh Shizuoka ngày nay. Tôi cũng đã có đưa thầy đến thăm ngôi vườn thiền rất nổi tiếng do tiểu quật xây ở chùa Long Đàm, thành phố Hamamatsu tỉnh Shizuoka, thầy rất thích và ngồi xem vườn khá lâu. Vườn thiền sơn thủy khô hàm ý, lời nói không viết ra chữ, là, bất lập văn tự, có đối tượng như là bức tranh thủy mặc thời Bắc Tống chứ không phải là đối tượng sơn thủy tự nhiên theo truyền thống thiết kế vườn hoa có suối hồ xưa nay, cho nên ở đây,
tính chất trừu tượng xa rời sự tả chân được cường điệu lên, chỉ trong một bối cảnh không gian hạn hẹp như tranh thủy mặc mà ta cảm được pháp thân hiện hữu, khi thưởng lãm thì Phật tâm được sinh thành. Thành ra, việc tạo dựng vườn thiền sơn thủy khô hay thưởng lãm nó cũng như một nghi thức Phật giáo, và vườn thiền cũng được xem như một khoảnh sân để cử hành nghi thức đó. Sự u huyền và màu trắng của sỏi cát, màu xám của đá liên kết nhau hình thành cái đẹp Phật tính tự trong tâm ta mà ra. Khoảng trống của cát trắng có thể nhìn ra là nước biển, hay thanh khê hay vực sâu cũng tùy vào tâm, người xem. Mặt tảng đá sần sùi liên tưởng đến tiếng nước róc rách từ một con thác, một dòng suối hay những đồi núi điệp trùng. Một bụi cây nhỏ tưởng như mảnh rừng hay là cây cổ thụ đơn độc chịu đựng giữa cánh đồng đầy tuyết sương gió bão. Cái tuyệt vời của sơn thủy khô là những đổi thay, biểu hiện, những khoảng trống cũng như sự u huyền quấn quýt, quyện lẫn nhau, triền miên biến hóa không ngừng trong đối thoại giữa ta và vườn thiền. Tâm cảnh tương chỉ tương đương ngoạn không hoa mấy chữ trong tập thơ, Ngục Trung Mị Ngữ, gợi ý cho tôi hiểu thêm về các vườn thiền sơn thủy khô này. Dâng trà. Một kỷ niệm khác với thầy cũng nên nhắc đến là những buổi dâng trà phong cách Nhật. Tôi dùng chữ phong cách Nhật bởi vì tuy pha matcha, trà xanh dạng bột dâng thầy nhưng không phải đúng theo phương thức trà đạo Nhật Bản. Trong cuộc sống thường ngày trong gia đình ở vùng tôi sinh sống, khi có phần bánh ngon hay sau buổi đi chơi về mệt, thì thường pha matcha cùng thưởng thức, nói chuyện với nhau. Matcha vừa ngon đậm đà vừa được xem là bồi dưỡng sức khỏe nữa nên khá thông dụng trong mọi gia đình. Ở những buổi trà đạo chính thức thì rất công phu với những quy tắc quy củ phức tạp, có tính cách nghi thức nhiều hơn là thưởng thức trà. Khi viếng những chùa hay đền thần đạo, nơi nào có dâng matcha, tiếng Nhật gọi là trình trà chen cha tei cha, thì tôi cũng thường ghé vào thay vì uống cà phê, và thường cảm thấy thư thái hơn nhiều. Tôi không nhớ là cùng uống matcha với thầy lần đầu tiên là ở đâu nữa. Có thể ở nhà tôi hay ở chùa Đức Lâm, hay khi tham quan một ngôi chùa nào đó. Nhưng sau này từ năm ngoái, mỗi lần về Việt Nam thì tôi thường mua một ít matcha đem về, khi đến thăm thì pha dâng thầy và quý đạo hữu cùng thưởng thức. Lần đầu tiên dâng trà ở Việt Nam là ở chùa Giác Hoàng đầu tháng 8 năm ngoái, một đợt vào buổi trưa và một đợt buổi chiều. Đợt buổi chiều hơi đông người nên không đủ tô, phải rửa tô pha vòng tiếp sau. Vì là trà bột nên đậm và đắng, có người thấy vị đắng uống không hết nhưng thầy thì nói thơm và ngọt. Lần đó có nhiều người thưởng thức matcha lần đầu nên tôi cũng có thuyết minh sơ qua vài điều cơ bản khi thưởng thức matcha, như khi nhận và trả lại tô trà, nâng tô trà như thế nào để dễ uống. Thầy tâm đắc và nhớ rất kỹ, sau đó mỗi lần uống matcha là thầy rất bài bản, nhận chén trà xoay hướng uống 3 hớp rưỡi xong xoay trà lại rồi. Khen ngon, thỏa mãn cười thật vui, còn tôi thì cảm động đỡ chén trà từ tay thầy, và rất vui vì được thấy thầy vui. Đầu tuần vừa rồi, chiều thứ hai 18.09, khi đến thăm thầy đang khám sức khỏe tổng quát sau mùa an cư ở bệnh viện, tôi cũng có pha matcha dâng thầy. Tuy phải nhờ thị giả đỡ sau lưng để ngồi thẳng cho dễ uống nhưng thầy rất vui, thích thú thưởng trà và khen ngon. Dâng trà cho thầy đơn giản là thế, nhưng nếu bàn chuyện, trà, thì cũng có bao nhiêu điều có thể bàn được, nhiều vô số như những chén trà ta nhấm nháp thường ngày. Thật ra, đối với tôi, dâng trà cũng chỉ là phương tiện, còn phần thầy thì uống trà cũng có thể là đang hành thiền, đó thôi. Ở trên tường thư quán Hương Tích có treo một khung tranh với dòng chữ nôm, chén trà lão Triệu mà Trương Hoa Ngàn, do thầy phóng bút. Đương nhiên là Phật tử thì ai cũng hiểu công án, khiết trà khứ, uống trà đi của thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm, 778-897, đời nhà Đường bên Trung Hoa. Còn quý thầy thì hằng ngày thưởng thức trà cũng không phải chỉ để giải cơn khát. Cần tiếp thụ nước, mà còn là một phép tu, một, hành thiền lục ba la mật. Trà, được xem như một vị Bồ Tát có đủ tính chất lục ba la mật, trước tiên là hiến thân thành thức uống bố thí, dù phải chịu cắt xén nhào trộn trũng nước sôi, nhẫn nhục đem cảm giác thanh tịnh an lạc cho ta, chỉ giới uống vào giúp tăng tỉnh giác thêm, tinh tấn, khi thiền định, dẫn dắt người hành thiền kết tinh, trí tuệ bát nhã, hướng đến cảnh giới niết bàn, đó chẳng phải là tính chất lục ba la mật sao? Trong tinh thần Đại Thừa Phật giáo, xem vạn vật là pháp thân như thảo mộc thành Phật thuyết thì trà là một thức uống thân cận không thể thiếu trong cuộc sống và tu tập hàng ngày của người xuất gia. Vì vậy ý tưởng xem trà như là pháp thân là chuyện đương nhiên được suy diễn ra trong thiền tông. Cùng với sự phát triển của thiền tông Phật giáo, ý thức trà Phật nhất vị tự nhiên phát sinh ra, và cho đến thời nhà Tống ở Trung Hoa, thời cực thịnh của thiền tông thì ý thức về trà được đổi mới thêm là
Trà thiền nhất vị do thiền sư Viên Ngộ năm 1063 đến năm 1135 thuyết trong sách Bích Nham Lục, đề cao vai trò quan trọng của trà giúp khai ngộ trong thiền tông. Đây cũng là một câu nói tâm đắc của thiền sư Vinh Tây, Tổ Lâm Tế Tông nói trên, người được xem là tiên phong, du nhập, phát triển thiền tông ở Nhật Bản, được biết với trước tác Hưng Thiền Hộ Quốc Luận, như một bản, tuyên ngôn thành lập thiền tông Nhật Bản, và cũng là người đã mang hạt trà về trồng và phổ biến, khiết trà, ở Nhật với sách, khiết trà dưỡng sinh ký có nội dung nói về phương thức trồng, cách sử dụng, những hiệu năng tốt cho thân thể của cây trà và cây dâu tằm. Thật ra vào thời kỳ này, trà chưa phải là thức uống phổ thông, phục vụ cho sở thích hàng ngày của chúng ta. Thời đó, trà được trân quý, đắt giá vì rất hiếm, được xem là lương dược, thuốc chữa bệnh, chỉ có vương hầu quý tộc hay các thiền sư mới có thể dùng mà thôi. Trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản, có một sự tích liên quan đến sử dụng trà thời đó và vẫn còn dư hưởng cho đến ngày nay. Khoảng giữa thế kỷ 13, ở một vùng hoang dã ngoại Onara tên là Dốc Bát Nhã. Số là sau khi kinh đô được rời về Kyoto, cựu đô Nara trở thành nơi hoang phế, người nghèo bệnh hoạn sống lây lất chung quanh ngoại ô rất đông. Những người bị bệnh phong, là bệnh truyền nhiễm và thời đó bị xã hội khinh miệt, phải sống cách ly ngoại thành, và những người khất thực thường tập trung ở vùng Dốc Bát Nhã này rất đông. Ngày đó có một vị sư tên là Duệ Tôn E Dần năm 1201 đến năm 1290 cùng đệ tử Nhẫn Tính, Ninsu năm 1217 đến năm 1303, và các đệ tử khác quyên góp của cải thập phương bố thí cơm gạo, tắm rửa, và dùng trà, làm thuốc cho những người bệnh, nghèo này uống dưỡng bệnh. Ở vùng đất này hiện nay còn Bát Nhã tự, chùa nổi tiếng có nhiều hoa quanh năm, đã được Duệ Tôn trùng tu xây cất lại từ thời đó. Truyền tích sử dụng trà để chữa bệnh cũng còn lưu lại đến ngày nay là lễ hội uống trà bát lớn Uchamurisiki diễn ra hàng năm hai mùa xuân thu ở chùa Tây Đại Tự, phía tây cung bình thành Hayukyu Nara. Đối với một phàm phu như tôi, chữ trà được biết là cấu tạo từ ba chữ thảo, nhân và mộc. Trong đời sống con người, nhất là với những người tu đại thừa, hầu hết cuộc sống đều dựa vào cây, mộc và cỏ thảo, trong đó, trà là kết hợp của cả ba yếu tố thảo, nhân, mộc, cho ta thấy và hiểu được lý do tại sao, trà, lại được tôn vinh vào vị trí quan yếu như thế trong thiền tông, và đương nhiên là cũng rất quan trọng cho đời sống vật chất lẫn tâm linh con người, xã hội xưa nay. Tâm tình tâm sự. Tôi may mắn có duyên hạnh ngộ với thầy nhưng chỉ mới mấy năm gần đây, duyên khởi trong một hoàn cảnh không bình thường, rất tình cờ. Nhưng bây giờ thì tôi mang máng cảm nhận đó là cái, quả, tất nhiên đang đến với tôi dù chưa được chín lắm. Tôi còn phải tự tu tập thật nhiều hơn nữa. Cho đến hôm nay, chưa đủ căn duyên tu tập nên chưa quy y, nên khi hầu chuyện thầy chưa dám xưng con, chỉ đôi khi xưng tên nhưng tôi biết thầy cũng quý tôi và thật lòng chỉ bảo cho tôi rất nhiều kiến thức trong đạo ngoài đời. Trên tường thư quán Hương Tích cũng còn một khung tranh do thầy viết chữ Hán bốn câu kệ trong phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa. Bàn về kinh thì tôi không dám thử lửa vì sợ phỏng tay, nhưng tôi rất tâm đắc với câu thứ ba, Phật trùng tùng duyên khởi. Chủng tử yêu mến Phật, của tôi nhờ, duyên, gặp thầy nên mới, khởi sinh, cũng có thể là nhờ phần nào trên 30 năm nay, vì quan tâm nhiều đến mỹ thuật tạc tượng Phật, có nhiều dịp đi viếng tượng Phật ở các chùa ở Nhật, rồi từ từ mến cảnh cửa thiền, thấy mình thư thái sau mỗi lần đi chùa, có những lần ngồi khá lâu nơi tầng cấp những chùa mình đến viếng, rồi tiếp theo đó là sự quan tâm đến triết học Phật giáo. Rồi đến việc tìm hiểu nghiên cứu thêm về đạo Phật Nhật Bản nói riêng cũng như đạo Phật toàn thể nói chung. Rồi hơn 3 năm trước tôi được gặp thầy. Nhờ duyên hạnh ngộ với thầy mà được góp phần vào việc xuất bản hai tập thơ của thầy. Thầy còn khuyến khích tôi viết sách giới thiệu văn hóa Phật giáo Nhật Bản. Đầu năm nay tôi có soạn một cuốn sách về tín ngưỡng và các tượng Quan Âm ở Nhật Bản. Bản thảo dù chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đã được thầy đọc sơ qua và bảo tiếp tục bổ sung thêm chút ít nữa. Còn hạnh duyên nào hơn hạnh duyên này? Được hầu chuyện thầy là một niềm vui, một vinh hạnh lớn. Thật ra chỉ được thấy thầy cười, nghe được lời thầy giảng, có khi cầm lấy bàn tay mềm mại của thầy là thấy mình gặp được bậc chân tu rồi, đắc phước hữu duyên lắm rồi. Đêm nay trăng sáng trong, nhìn trăng nhớ thầy với lòng cảm tạ và cầu. Phật gia hộ thầy. Bùi Chí Trung. Rằm Trung Thu, 29 tháng 9 năm 2023. Cây xanh trên triền núi. Huệ Chân Hạnh Chi. Trên đường xuống núi. Hành giả dừng chân trước một chòi lá đơn sơ, dường như ai đó dựng vội ven đồi. Nhìn quanh, chỉ có ta. Với ta,
hành giả bước vào chòi, và nhẹ nhàng ngồi xuống một tảng đá tương đối bằng phẳng. Bên ngoài, gió vẫn giạt rào, tuy mây xám như đang chuyển màu, trong và xanh, không như mới đây, mây cùng gió lớn báo hiệu cơn mưa đang tới khiến hành giả không thể tiếp tục ý muốn sáng sớm nay, là lên núi tọa thiền và đọc sách. Gió đã mạnh tới mức bước chân xuống núi ngả nghiêng, chao đảo vậy mà những cây xanh trên núi vẫn an nhiên đứng vững. Gió chỉ khiến cây đong đưa như vũ điệu hòa cùng âm giai hợp tấu mùa xuân. Lạ, hạt mầm nào từ đâu mà tìm nơi non cao gieo xuống. Không đất, không cát, hạt có nảy mầm thì dễ bám vào đâu mà đứng vững với phong ba. Trong vạn hữu bao la, không có chi là tình cờ mà dường như từ ngữ. Tình cờ, chỉ để tạm diễn đạt những gì chưa đủ duyên hiển lộ. Đã chọn, nơi non cao khắc nghiệt, hẳn hạt mầm biết sinh lộ, là dễ nhú chừng nào phải bám sâu vào sỏi đá chừng nấy. Muốn bám sâu vào sỏi đá, dễ phải có quyết tâm và dũng cảm. Thấu rõ điều kiện và hoàn cảnh thì phương tiện sẽ đáp ứng. Thế nên, trước cùng một sự việc, có người, không? Không thể được. Nhưng lại có người, được. Được chứ sao không? Một chút quan chiếu cây xanh khiến hành giả chợt nhìn thấy tâm mình, vì sao sáng nay khởi ý muốn lên núi tọa thiền và đọc sách. Đó là hình ảnh đường lên núi Yên Tử mà hành giả thoáng thấy trên mạng lưới thông tin. Thông thường, đó chỉ là giới thiệu những địa danh để tham quan, nhưng có lẽ, với hành giả, duyên may vào đúng sát na kỳ diệu nên không chỉ nhìn những hình ảnh đó là đồi núi bình thường. Đó là linh địa, là nơi đã in dấu bước chân của một vị vua, quyết từ bỏ quyền uy, ngai vàng điện ngọc. Đó là vua Trần Thái Tông, âm thầm rời cung điện, lên núi Yên Tử tìm thiền sư Phù Vân với ý định đi tu, cầu làm Phật. Ý nguyện đó chưa thực hiện ngay được khi thiền sư Phù Vân khai giải cho nhà vua, là Phật ở trong tâm, không ở trên núi, không ở đâu khác, ngoài tâm. Nếu tâm thanh tịnh, trí huệ hiền bày thì đó chính là Phật. Nay, trách nhiệm giữ nước, an dân của vua chưa chọn, làm sao tâm thanh tịnh, an lạc mà đi tu. Vua Trần Thái Tông như chợt tỉnh cơn mê, tạ ơn thiền sư rồi xuống núi, trở lại triều đình, chấp nhận sự đau khổ vô thường của thế gian mà trong phút giây quá đau đớn, ngài đã tưởng là thường. Những oan khiên nhà vua phải nhận chịu, nào dễ mấy ai vượt qua. Từ một cậu bé mồ côi được sắp đặt để làm vua, mở đầu triều đại nhà Trần, đến hoàng hậu Chiêu Hoàng bị giáng xuống làm công chúa vì chậm có con nối dõi. Rồi Thuận Thiên công chúa lên ngôi hoàng hậu vì đang mang thai, nếu ngộ ra thì tất cả cũng chỉ là những hạt cát vô thường, biến động trong biển cát vô thường mênh mông bất tận của tam thiên đại thiên thế giới. Nhà vua rời Yên Tử, trở về triều, làm một vị vua anh minh, nhân hậu, anh hùng, đem lại thái bình cho đất nước, thịnh vượng cho muôn dân. Khi, những gì cần làm, đã làm, vua Trần Thái Tông bèn nhường ngôi ngay cho thái tử rồi về rừng Vĩ Lâm, đất Hoa Lư, lập am Thái Vi, dốc tâm tu học. Trang sử vàng son đời Trần có được chính là nhờ vị vua đầu tiên đã biết đem trí tuệ bát nhã, gieo hạt bồ đề trong tâm kiên cố. Trước bao oan khiên nghịch cảnh bùa vây, nếu không như những cây xanh trên triền núi, quyết bám rễ sâu trong lòng sỏi đá thì tránh sao không bị bão giông tàn khốc kia quật ngã. Nói chi tới đứng vững, dựng nên cả một triều đại huy hoàng, cả một thời hưng pháp với những vị vua tâm thành mộ đạo, nhất là vua Trần Nhân Tông, đời vua thứ ba của nhà Trần. Đã khai sáng dòng thiền trúc lâm trên núi Thiêng Yên Tử, như nguồn suối vi diệu chảy mênh mang bất tận đến ngày nay. Tưởng niệm người xưa muôn một, lại xin tri ân người nay biết bao. Trong chòi lá hoang vu giữa rừng núi xứ người, hành giả mở túi vải, lấy ra những cuốn sách mang theo, của cùng một tác giả. Ngước nhìn những cây xanh trên triền núi với niềm cảm xúc đang trào dâng, hành giả tự biết là phút giây này sẽ không đọc bằng mắt, mà sẽ hướng về quê hương, đọc bằng tâm. Với lòng tri ân vị thầy khả kính. Sự thành tựu của một cơn mưa như thác lũ khi con bướm mùa hè đã chịu khép lại đôi cánh mỏng để lắng nghe trong thầm lặng, hơi thở của cỏ. Nội, chờ đợi kiên trì và dừng lại trong sự bế tắc của một thời chỉ còn ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời. Kiên trì và dừng lại để chờ đợi trong sự bế tắc là liều lĩnh ký thác mình cho một cuộc chơi ngoạn mục của thiên nhiên, là liều lĩnh đứng lại giữa dòng thác đổ của vạn hữu. Ngoặc kép, đó là tư tưởng triết lý tánh không. Được viết bằng ngôn ngữ của thầy Tuệ Sĩ. Thầy viết về tánh không hay thầy đang chia sẻ những bước ngoặc bi thảm của lịch sử mà không những thầy là chứng nhân mà còn là nạn nhân của thời đại, người không có quyền làm người. Thầy đã nhận bản án tử hình vì tội đã dám nói, cho những người không còn được nói, đã dám làm, cho những người không còn được làm.
Bản án tử đã trở thành bất tử khi khắp Nam Châu đều có những tiếng nói có tầm vóc quốc tế, đồng loạt lên tiếng phản đối bản án và yêu cầu trả tự do cho thầy. Điều khiến thế giới ngạc nhiên và kính phục hơn nữa là khi giới chức đương thời dưới áp lực của thế giới vào phòng giam, đưa một bản văn họ soạn sẵn với nội dung xin ân xá, bảo thầy chỉ cần ký tên là sẽ được trả tự do ngay. Thầy nhẹ nhàng từ chối vì thầy có tội đâu, mà phải xin ân xá. Rồi thầy quay về phòng giam và bắt đầu tuyệt thực. Thầy chia sẻ thực tâm bình an đó bằng những vần thơ, thể chữ Hán, viết trong phòng giam, như đoạn ngắn, tựa là Trách lung. Trách lung do tự tạo tản bộ nhược nhàn du tiếu độc thoại ảnh hưởng không tiêu vĩnh nhật tù. Hành giả xin tạm dịch. Lồng hẹp. Nhà tù chật, khó giam lòng tự tại khách nhàn du, ta thả bộ thong dong ta cười nói, mình ta nghe thanh thản ngày tù dài, trôi nhẹ tựa như không. Thầy khí khái như thế, những người bên ngoài từng can thiệp cho thầy, làm sao có thể để yên. Nên sau nhiều diễn biến, cửa nhà tù đã mở rộng, mời thầy ra. Biết bao nơi xin bảo lãnh thầy xuất ngoại nhưng thầy đều nhẹ nhàng từ chối, đây là quê hương tôi. Thầy tình nguyện ở lại chỉ vì, đây là quê hương tôi. Ôi, tinh thần con rồng cháu tiên, 50 con theo cha lên núi, 50 con theo mẹ xuống biển cũng không thể không từ một bọc trăm trứng mà ra. Thầy đã ở lại quê hương, như cây xanh trên triền núi, thấu rõ rằng dù khó khăn nhưng đã quyết thì phải bám rễ sâu vào lòng sỏi đá mà ứng phó với bão táp mưa giông. Hình ảnh những cây xanh dũng mãnh trên triền núi là sức mạnh của động lực từng mang niềm tin, tạo điểm tựa cho bao cảnh đời khốn đốn. Niềm tin có thể giúp người tuyệt vọng vươn tới hy vọng. Điểm tựa có thể giúp người khổ đau thấy nẻo hạnh phúc. Thời gian luôn tìm cách đánh bại và xóa nhòa mọi thứ, nhưng với những gì không xóa được thì nó lại lưu giữ thiên thu. Từ nhiều thập niên qua, hàng Phật tử khắp Nam Châu đã hướng về thầy như một vị Bồ Tát hóa thân. Từng đêm, nơi thị Ngạn Am, thầy đã thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn, mà hoàn tất những quà tặng đẹp đẽ cho đời, từ sáng tác tới dịch thuật. Đó là những trang cào thơm giúp khai mở giới, định, huệ cho những ai đủ duyên chạm tới, như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tuyển Tập Nikaya A Hàm, Triết Học Tánh Không, Thành Duy Thức Luận, Thiền Luận, Ngục Trung Mỹ Ngữ, Huyền Thoại Duy Ma Cật, Thắng Man Giảng Luận, Giấc Mơ Trường Sơn Ôi, cơ man nào trong thế giới mênh mông biển tuệ mà thầy đã và đang hiến tặng, chưa từng ngưng nghỉ. Bản chất đam mê học hỏi đã bộc phát từ khi thầy mới chỉ là một chú điệu, sinh trưởng ở xứ Lào. Không biết bên xứ đó chú điệu gốc Việt được dạy kinh bằng ngôn ngữ gì nhưng chính những vị tăng thân cận đã kể lại, là ngoài thì giờ phải lo công việc của một chú điệu thì thầy thường chui dưới bệ thờ Phật, cắm cúi học, tự siêu tra để hiểu nghĩa kinh, rồi ghi ghi, chép chép, không màng tới ăn, ngủ. Chư tăng bên đó thương tình, bèn thỉnh ý quý thầy bên Việt Nam xin gửi chú về Huế, để chú được hướng dẫn đúng mức. Với bản chất cầu tiến như vậy, nên ngay ở tuổi niên thiếu, thầy đã là ngôi sao sáng trên bục giảng các đại học Phật đường. Thầy Nguyên Siêu từng chia sẻ là buổi đầu khi đến Phật học viện Hải Đức, tỉnh Nha Trang, thầy đã đứng trên bục giảng mà tăng sinh ngồi dưới vẫn ngỡ ngàng, không biết đây có phải là vị giảng sư mới, mà học viện vừa thỉnh mời bổ sung không? Vì thầy quá trẻ và quá đơn giản trong bộ áo nhật bình. Tại Đại học Vạn Hạnh thì thầy là giảng sư nòng cốt, không chỉ phụ trách những chương trình gay go về giáo pháp như Triết Học Tánh Không, Trung Quán Luận, A Tỳ Đạt Ma Vi Vi mà thầy còn khai mở trí tuệ tăng sinh, dẫn dắt họ tìm về triết học Tây phương qua các tư tưởng Henry Miller, Jean-Paul Sartre, Plato rồi từ phương Tây, thầy lại đem kiến thức kinh, luật, luận, tam tạng kinh điển để dẫn tăng sinh về phương Đông với những triết học Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Kinh Dịch, Kinh Thi, rồi văn học Trung Hoa qua đào tiềm. Hàn Dũ, Tổ Đông Pha không chân trời nào thầy không soi giỏi, dẫn dắt cho những ai cầu học. Thầy quan tâm tới từng cảnh huống, và luôn là người cho, mà không chờ nhận lại. Tình huynh đệ, nghĩa thầy trò không danh giới, không ngần mé khi bất ngờ có lần hành giả được nghe một vị thầy, đọc hai câu đối khá dài, bằng Hán tự, mà thầy tuệ sĩ gửi cho huynh đệ phương xa. Câu thứ nhất. Quảng mạc thiên hoang cố lý, nhi phế hưng cảnh tàu kinh đào, phiến diệp phù nang, quải nạp đằng la thử ngạn. Dịch nôm, trốn cũ dặm dài man mác, bởi phế hưng xô dậy sóng cồn, chiếc lá thuyền nang, vá áo chép kinh đất khách. Câu thứ hai. Đức hành thế khoác tham phương, tỷ chiêu lộ hàm huy diệu cảnh, không hoa thủy nguyệt, huyền hà bích lạc thần châu. Dịch nôm, đức tu mấy kiếp mù xa, tợ xương sớm nắng hồng đọng bóng.
hoa trời trăng nước, ngân hà rằng rạc quê cha. Được nghe đọc lần đầu, hành giả như kẻ phàm phu nghe chim thuyết pháp, không kịp nhận gì cả. Nhưng bốn tiếng, và áo chép kinh, bỗng như lằn chớp, chợt lóe sáng trong cái đầu u tối, để hành giả tạm hiểu những gì tha thiết mà thầy tuệ sĩ muốn nhắn gửi huynh đệ, là nơi xứ lạ quê người, hãy nhớ, biết đủ, như lời Phật dạy và giữ đạo tâm bền vững. Và áo, có phải là tượng trưng cho sự an bần và, chép kinh, là nhắc nhở một lòng giữ đạo. Những gì thầy hiến tặng cho đời như mưa nắng rải xuống đồng đều. Mưa tiếp sức cho rễ tăng trưởng, nắng vỗ về cho nụ đơm hoa. Trên con đường Bồ Tát xuất thế gian mà không rời thế gian Pháp, thầy như mưa nắng, không ngưng nghỉ, tất cả tài năng, trí tuệ đều mang tâm từ mà cung hiến trọn vẹn cho đạo, cho đời. Vào khoảng tuần lễ cuối, tháng 11 năm 2021, không ít người đã cảm động đến rơi lệ khi ngồi trước màn hình theo dõi buổi tường trình một sự kiện lịch sử về dự án phiên dịch Đại Tạng Kinh sang Việt ngữ thuần túy với dân tộc tính, được nhị vị là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ và Giáo sư Chí Siêu Lê Mạnh Thát Đồng chủ tọa. Dự án này, với đầy đủ chuẩn mực Hàn Lâm mà thời điểm tháng 10 năm 1973, 18 vị trưởng lão trong Hội đồng Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã đồng tâm thực hiện pháp sự quan trọng này. Nhưng chỉ một năm sau đó, nhiều diễn biến và bao biến cố lịch sử đã là những trở ngại khiến dự án không thể tiến hành. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, 18 chư tôn đức trong Hội đồng phiên dịch năm xưa nay chỉ còn 2 vị, Hòa Thượng Thích Thanh Từ hiện trong tình trạng vô ngôn, và Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ cũng đã bước qua ngưỡng cửa, bát thập cổ lai hy. Nhưng tuổi tác không là rào cản khi tâm lực và trí lực vẫn còn khả năng hiến tặng, như thầy từng diễn tả về con chim hồng, như những đợt nhảy của con chim hồng, nhảy bên bờ nước, nhảy đến tảng đá, nhảy trên đất cạn, nhảy trên cành cây, nhảy lên gò cao và cuối cùng, bay trong thương khung để lông cánh làm đẹp cho bầu trời. Thầy đã và đang tận dụng thời gian còn lại để khởi tiếp pháp sự quan trọng phải ngưng trệ từ nửa thế kỷ qua. Việc phiên dịch Đại Tạng Kinh với đầy đủ chuẩn mực Hàn Lâm cho dân tộc Việt Nam không chỉ là việc không đơn giản mà còn là việc phải kiên trì, liên tục, trong nhiều tháng, nhiều năm. Do vậy, song song với những gì chư vị có thể tiến hành bây giờ, còn là việc phải đào tạo nhân sự có khả năng học, hiểu, tiếng Hán, tiếng Phạn, để bánh xe pháp sự được quay đều. Chỉ khoảng chưa đầy một năm, sau buổi thuyết trình và thành lập Hội đồng phiên dịch Tam Tạng Lâm thời ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, quý ngài đã làm việc ngày đêm và hoàn tất phiên dịch Thanh Văn Tạng giai đoạn 1, phần 1, tổng cộng 29 tập, trong đó có Kinh Bộ 16 tập gồm Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, Luật Bộ 6 tập gồm Luật Tứ Phần và Luật Tứ Phần Tăng Giới Bổn, Luận Bộ 5 tập gồm A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, A Tỳ Đạt Ma Tập Dị, Môn Túc Luận, A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, Tạp Bộ 2 tập gồm Lục Độ Tập Kinh và Kinh Hiền Ngu. Quý ngài đã y giáo tâm từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn khi bậc giác ngộ muốn giáo pháp được giải đồng đều mọi tầng lớp, mọi sắc dân, như mưa xuống thì mọi cỏ cây đều thấm nhuận. Muốn được vậy, Đức Thế Tôn đã khuyên khích là hãy để cho mọi người được nghe và học chánh pháp theo ngôn ngữ địa phương của chính mình. 29 tập Thanh Văn Tạng đã được phân phối khắp năm châu, theo sự hoan hỷ thỉnh cầu của Phật tử Việt Nam. Có nơi nhận được, quá cảm động, đã ôm thùng kinh sách mà hòa khóc. Nhìn chặng đường thầy đã và đang đi, hàng hậu học chúng con thấy được bước chân thầy như từng in dấu 1250 bước chân xưa. Với hạnh nguyện Bồ Tát vào đời cứu độ chúng sanh. Với đại nguyện, đời ác ngũ trược, con xin thề vào trước. Với tâm nguyện trao truyền đạo Pháp cho những ai cầu học. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã và đang đi trên con đường Phật đi. Từ phương xa, hướng về quê hương, chúng con xin năm vóc sát đất, chí tâm đảnh lễ bậc cao tăng Thạc Đức, viên ngọc quý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, của Phật tử Việt Nam khắp năm châu bốn biển. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tào Khê Tỉnh Thất, ngày gió chớm thu Thích Nữ Huệ chân hạnh chi cần bái. Huyền thoại về Thầy Tuệ Sĩ. Kiều Mỹ Duyên. Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác thường nói. Thầy Tuệ Sĩ và Thầy Chí Siêu tức là Giáo sư Lê Mạnh Thát là hai viên ngọc kim cương của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi về thăm Thầy Tuệ Sĩ năm 2001, ở chùa Già Lam, Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Buổi sáng, nắng ấm, phái đoàn xuống xe từ từ bước vào chùa, một tiểu đội công an đang gác trước cửa chùa. Một người công an nằm trên chiếc võng ở dưới gốc cây cổ thụ trước cổng chùa. Cổng chùa rộng mở,
nhưng không thấy bóng dáng Phật tử ra vào. Phái đoàn Young Men Christian Association, hội từ thiện quốc tế được thành lập trên 170 năm, ông trưởng phái đoàn người Mỹ gốc Đức. Tất cả đều là người Mỹ đến từ Âu Châu, họ nói được nhiều thứ tiếng như Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, phái đoàn đến từ Mỹ chỉ có tôi là người Việt Nam, là phụ nữ trong phái đoàn. Trước khi họ đến Việt Nam, họ phải làm gì khi có gặp trở ngại? Ông trưởng phái đoàn liên lạc với đại sứ Mỹ ở Hà Nội thường xuyên, sau khi có bang giao giữa Mỹ và Việt Nam thì nhiều hội từ thiện từ Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới hoạt động ở Việt Nam, đặc biệt về vấn đề y tế, xã hội, giáo dục, vân vân. Young Men Christian Association có nhân viên hoạt động ở Việt Nam, dạy computer, Anh văn, giúp trẻ em nghèo. Một số nhân viên lãnh lương hàng tháng và một số thiện nguyện. Họ được tu nghiệp ở Mỹ hàng năm và thăm những cơ sở từ thiện ở Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác. Chủ trương của Hội Từ thiện Young Men Christian Association là đào tạo những người trẻ thành lãnh đạo. Thầy Tuệ Sĩ khi tiếp phái đoàn Young Men Christian Association vui vẻ, cởi mở vì thầy nói được nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Đức và nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thầy đã từng là giáo sư dạy Đại học Vạn Hạnh, nên khi bàn luận về vấn đề giáo dục ở các nước đang phát triển, thầy rất thông thạo và thích hợp với chủ đề này. Thầy Thích Tuệ Sĩ, tên thật là Phạm Văn Thương, sinh năm 1943 tại tỉnh Bắc Xế, nước Lào. Từ năm 6 tuổi thầy đã vào chùa, năm 12 tuổi thầy vào Sài Gòn, sau đó trở lại tu học ở chùa Từ Đàm tại Huế, Phật Học Viện ở Nha Trang, rồi về Thiền Viện Quảng Hương Già Lam tại Gò Vấp. Thầy tốt nghiệp Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn năm 1964 và Viện Đại học Vạn Hạnh năm 1965. Thầy được đặc cách bổ nhiệm giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh năm 1970 nhờ những công trình nghiên cứu và những khảo luận triết học có giá trị rất cao, như Đại cương về thiền quán, triết học về tánh không. Thầy rất giỏi về chữ Hán và biết nhiều ngoại ngữ như Anh, Pháp, Đức, Lào, thông thạo tiếng Pali và tiếng Phạn. Thầy Tuệ Sĩ gầy, rất gầy sau khi ở tù 15 năm. Thầy không nói về những ngày vất vả hay khốn khổ trong tù, mà chỉ nói về giáo dục với những lãnh đạo của Young Men Christian Association. Thầy chú trọng về các trẻ em nghèo ở những vùng xa xôi hẻo lánh, không có điện nước. Thầy rất chú trọng đến vấn đề giáo dục của dân chúng. Tiếng nói của thầy nhỏ nhẹ và khiêm tốn. Thầy gầy nhưng dáng ngồi của thầy rất thẳng. Thầy đãi khách trái cây, bánh, xôi, vì phái đoàn ở từ sáng đến trưa. Thầy chăm chú nghe từng câu hỏi của các ông trong phái đoàn Young Men Christian Association. Khuôn mặt thầy thánh thiện, mắt của thầy sáng như sao trời, đời sống của thầy bình thản dù công an canh trước cổng chùa. Phái đoàn rất thích thú khi đàm thoại với thầy. Ông Art, trưởng phái đoàn, là giám đốc Young Men Christian Association ở Orange County lắng nghe thầy Tuệ Sĩ từng câu, từng chữ. Trước khi sang Việt Nam, ông Art biết là thầy Tuệ Sĩ và thầy Chí Siêu bị kết án tử hình vì đọc bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền trước Quốc hội năm 1975. Sau đó, các vị lãnh đạo Phật giáo thế giới gửi thỉnh nguyện thư cho tất cả nguyên thủ quốc gia, bản án tử hình của hai thầy xuống còn ở tù 20 năm, sau đó còn 15 năm, nhưng sau khi về chùa không có hộ khẩu. Các phái đoàn Mỹ trước khi đến quốc gia nào, gặp nhân vật quan trọng đều có chuyên viên tìm hiểu về những người họ muốn gặp. Hơn nữa thầy Tuệ Sĩ và thầy Chí Siêu là hai nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Thầy Tuệ Sĩ là nhân tài hiếm có. Học trò của thầy rất nhiều ở khắp nơi trên thế giới. Vì có chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, chúng tôi đã từng gặp sinh viên của thầy ở Đức, người Đức du học ở Đại học Vạn Hạnh, sinh viên Nhật, Pháp, Hà Lan, Phần Lan, Đan Mạch du học trong chương trình trao đổi sinh viên văn hóa quốc tế với Việt Nam. Tôi cũng đã từng gặp một số sinh viên Hà Lan. Cộng đồng người Việt ở Hà Lan, trong đó có tiến sĩ Ngô Văn Tuấn, vận động với Quốc hội Hà Lan, chính phủ Hà Lan mời thầy đến Hà Lan để điều trần với Quốc hội Hà Lan về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng thầy không đi, vì thầy biết trước ra đi sẽ không có ngày về. Thầy yêu tha thiết quê hương, thầy không muốn rời Việt Nam. Chúng tôi về Việt Nam thăm thầy 3 lần, năm 2001, năm 2005 cùng phái đoàn Young Men Christian Association. Và năm 2015. Năm 2015, chúng tôi không được phước gặp thầy nhưng được nói chuyện với thầy qua điện thoại nhiều lần. Chúng tôi nói chuyện với thầy nhiều lần nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghe thầy than một câu dù đời sống của thầy rất khó khăn. Thầy dịch kinh Đại Tạng, viết sách, bị canh chừng nghiêm ngặt nhưng thầy vẫn sống thản nhiên. Thầy đàn dương cầm rất tuyệt,
sáng tác thơ, nổi tiếng nhất là tập thơ Giấc mơ Trường Sơn và nhiều nhạc sĩ phổ nhạc thơ của thầy. Ở Hoa Kỳ, nhạc sĩ Trần Quan Long đã phổ nhạc qua thơ của thầy và thi sĩ Tâm Diệu đã thực hiện thơ của thầy bằng những bài hát rất hay qua các đĩa nhạc tuệ ca. Chúng tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ những vị lãnh đạo tinh thần sống một cách thản nhiên, đem hy vọng và niềm tin đến cho người xung quanh bằng nụ cười hồn nhiên không than thở, không rên la, dù ngày mai có qua đời thì cũng ra đi với nụ cười, với tiếng cười hồn nhiên. Huyền thoại về thầy Tuệ Sĩ nhiều lắm. Một Phật tử kể cho tôi nghe sau khi nghe tòa tuyên án tử hình, thầy Tuệ Sĩ bấm độn và nói với thầy Chí Siêu. Ông và tôi không chết đâu. Thầy xem tử vi, bấm độn rất xuất sắc. Các thầy bị tuyên án tử hình, nhiều người có mặt trong tòa bật khóc nhưng thầy Tuệ Sĩ vẫn bình thản. Trên cõi trần gian này có bao nhiêu người thần thông quảng đại như thế? Năm 2001, chúng tôi đến chùa Già Lam thăm thầy Tuệ Sĩ. Chúng tôi hỏi về sách của thầy. Thầy đang nói chuyện với chúng tôi thì một bà mặc áo nâu sồng bước vào cửa, và quỳ xuống lạy thầy như tế sao. Sau này, chúng tôi mới biết con của bà cụ, học trò của thầy đang làm trụ trì của một ngôi chùa. Làm nghề truyền thông, chúng tôi quen rất nhiều vị trụ trì, những Phật tử lạy Phật thì chúng tôi thấy thường xuyên, nhưng quỳ lạy các thầy thì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phật tử quỳ lạy thầy Tuệ Sĩ và một đoàn Phật tử lạy thầy Tâm Châu ở chùa Huệ Nghiêm, thành phố Garden Grove, California. Chúng tôi vội vàng đứng dậy và đi ra xa xa. Thầy Tuệ Sĩ sáng tác và dịch thuật rất nhiều, Bát Quan Trai Giới, Cửa Vào Tuyệt Đối, Chiến Tranh, Tình Yêu, Hoài Niệm và Chuyện Ngắn Võ Hồng, Duy Tuệ Thị Nghiệp, Giấc Mơ Trường Sơn Thơ, Giá Trị Đối Chiếu Trong Những Tương Quan Văn Hóa, Gốc Tùng, Lễ Tháng Bảy Cho Những Oan Hồn Phiêu Bạt, Nguồn Gốc Của Một Thế Giới Quan Vô Tận, Những Điệp Khúc Cho Dương Cầm Thơ Thuyền Ngược Bến Không, vân vân. Tất cả tác phẩm của thầy Tuệ Sĩ đều được đồng hương yêu chuộng nhưng có lẽ Giấc Mơ Trường Sơn và Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng được phổ biến khắp nơi trên thế giới. Có bán trên Amazon, nhiều sách của thầy được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Hoa, Đức, vân vân. Mời độc giả thưởng thức bài thơ Hoài Niệm trong tập thơ Giấc Mơ Trường Sơn để tưởng nhớ những gì đã qua, về những suy tư, tâm thức, để thấy được ý nghĩ của mình muốn làm cuộc lữ thứ, muốn đi khắp bốn phương trời, muốn rong chơi đây đó. Bỏ lại sau lưng bụi đường thời gian phủ kín. Hoài niệm. Một đêm thôi mắt trầm sâu đáy biển. Hai bàn tay khói phủ tóc tơ xa miền đất đó trăng đã gầy vĩnh viễn từ vu vơ bên giấc ngủ mơ hồ. Một lần định như sao ngàn đã định. Lại một lần nông nỗi vết xa cơ. Trời vẫn vậy vẫn mây chiều gió tĩnh. Vẫn một đời nghe kể chuyện không như. Vẫn sống chết với điêu tàn vờ vĩnh. Để mắt mù nhìn lại cõi không hư. Một lần ngại trước thông già cung kình. Chẳng một lần lầm lỡ không ư. Ngày mai nhé ta chờ mi một chuyến. Hai bàn tay khói phủ tóc tơ xa. Nhạc sĩ Trần Quan Long phổ nhạc từ tập thơ Giấc Mơ Trường Sơn của thầy Tuệ Sĩ. Tuệ ca một tiếng sư tử hống giữa rừng già vô minh tuệ ca 2, đường gươm bát nhã tuệ ca 3, hành, và tuệ ca 4 thơ nhạc thiền sư Tuệ Sĩ. Diệu Chân thực hiện đĩa nhạc. Mời quý độc giả đọc thêm một bài thơ Vịnh Hoa Mai mà thầy dịch từ nguyên tác chữ Hán trong Tô Đông Pha, Những Phương Trời Viễn Mộng. Thôn Hoài Nam gió ngàn bạt đỉnh từng năm xưa hồn dụng mai vàng rồi lưu lạc ai ngờ là ước hẹn. Gió mường mưa mọi phủ chiều hoang. Phố lệ chi cành dài nghiêng đổ nửa vườn quang lang cây tú lệ nằm không còn ngại lắm bởi màu đêm ủ rũ. Và lạnh lùng xua chút ấm tàn đông. Đình Tùng Phong với rừng gai dưới đó hai nàng mai ngà ngọc đón hừng đông tiên mấy hải nam yêu kiều xuống độ choàng áo the gõ cửa dưới màn trăng. Rượu tình mơ tàn vòng cây tàn bộ ý tình tuyệt diệu lời ẩn toàn không tiên sinh độ ẩm đừng than thở. Một mảnh trăng rơi đáy rượu nồng. Trích Tô Đông Pha, Những Phương Trời Viễn Mộng Tuệ Sĩ. Chúng tôi quen thầy Tuệ Sĩ mấy chục năm, đây là cuộc đối thoại ngắn nhất. Không biết tôi còn được nói chuyện với thầy lần nữa hay không? Nhất là trong bệnh viện, thường cấm nói chuyện qua điện thoại cầm tay. Sau đó, Hòa Thượng Thích Như Điển email cho tôi, chị cố gắng viết bài cho kỷ yếu tri ân thầy Tuệ Sĩ, thời gian gấp, xin chị quan tâm cho. Ông bây giờ yếu lắm, như chị đã gọi thăm và biết rồi, nên những gì cần làm phải làm nhanh để còn kịp thời gian. Hội đồng Hoàng Pháp và Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng lâm thời đã xuất bản 29 tập đầu của Thanh Văn Tạng rồi. Nay mai còn tiếp tục nữa. Vậy nếu chị có quan tâm ủng hộ về việc xuất bản thì xin chị xem qua trang nhà Hoàng Pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để biết tin. Trên trần gian này có rất nhiều người tốt quanh ta,
Nếu người nào có phúc đức ông bà, cha mẹ để lại và phúc đức của chúng ta làm hàng ngày thì suốt đời sẽ gặp người tốt, người quảng đại đem đến cho chúng ta nụ cười hơn là nước mắt. Thầy giáo Tâm Thường Định Thế Danh Bạch Xuân Phè thư ký ban báo chí và xuất bản Hội đồng Hoàng Pháp bay từ Sacramento đến Orange County mục đích thăm thầy Thích Thắng Hoan, để nhờ thầy cầu nguyện cho thầy Tuệ Sĩ và viết lời chúc lành cho thầy Tuệ Sĩ trên một quyển sách. Những lời chúc lành này sẽ in vào tuyển tập tri ân thầy Tuệ Sĩ sẽ in vào tháng 10 năm 2023. Chúng tôi tháp tùng thầy giáo Tâm Thường Định thăm thầy Thích Thắng Hoan ở thành phố Santa Ana. Thầy Thích Thắng Hoan năm nay 97 tuổi. Thầy giáo Tâm Thường Định, Christina Lê và tôi vừa bấm chuông của chùa thì cư sĩ Huỳnh Kim Quang cũng vừa ngừng xe. Cư sĩ vì mắt có vấn đề nên từ chức chủ bút của báo Việt Báo. Thầy Thích Thắng Hoan đón tiếp. Chúng tôi rất ân cần niềm nở. Sau khi gửi lời chúc lành đến thầy Tuệ Sĩ, thầy ký tặng sách cho chúng tôi mỗi người một quyển Biện Trung Biên Luận Tụng Thích, thầy dịch và in năm 2015. Xin trời Phật phù hộ thầy Tuệ Sĩ. Xin đồng hương cầu nguyện cho thầy. Tuệ Sĩ sức khỏe khá hơn, rời bệnh viện trở về chùa để dưỡng bệnh. Orange County, 9/2023. Kiều Mỹ Duyên. Về lại chốn xưa thăm thầy. Nguyên đạo Văn Công Tuấn. Thầy tôi. Được phân công tham gia vào ban biên tập và viết bài về ôn. Trong những ngày ôn còn sinh tiền như một lời tri ân, tôi chợt nghĩ ngay đến những ngày vui ở Vạn Hạnh 50 năm trước bằng tất cả tình cảm và tấm lòng cung kính với ôn. Trong những ngày ấy tôi đã từng được phép như những vị khác ở viện gọi ôn là chú sĩ. Còn khi đi với thầy Phước An và thầy Trơn Nguyên đến chơi với ôn thì cũng gọi là anh. Rồi đến lúc chia tay để đi xuất ngoại thì tôi gọi là thầy. Mãi đến 3, 4 năm trước đây lúc thầy nhắn tôi gọi điện thoại về, để thầy sai bảo vài công việc thuộc lĩnh vực văn hóa Phật giáo, thì tôi chợt nghĩ, bắt đầu từ giờ phút này phải gọi là ôn. Nhưng tuyệt nhiên trong thâm tâm thầy đã là người thầy của tôi không biết tự bao giờ. Trước đây tuy là sinh viên chính thức của Đại học Vạn Hạnh ở cả ba phân khoa giáo dục, văn khoa, Phật khoa nhưng tôi lại chưa từng được học với thầy, tiếc thật. Nghĩ lại, đấy là một trong những điều kém may mắn của tôi. Thân cận bậc thầy chữ nghĩa ngút trời như vậy mà chẳng học được một giờ học nào, hay ít nhất một chữ nào của thầy. Nhưng xét cho cùng, qua những lần tiếp xúc, dù điện thoại hay email cũng đã học được nhiều lắm. Nên dù vậy, ai nói sao thì nói, thầy vẫn là thầy của tôi. Trong nhiều lần điện thoại hầu chuyện cùng thầy, có nhiều khi thầy đã dạy rằng, thầy muốn tôi trao đổi công việc với thầy như, chàng sinh viên Tuấn nói chuyện với chú sĩ, nguyên văn lời thầy. Cũng vì lý do đó nên tôi đi xin phép vòng vo lung khởi một chút, trước khi vào chuyện. Tháng 3 năm 2023 vừa rồi, về đến Việt Nam đã gần 3 tuần nhưng do đi với đoàn mang cho cốt sư bà Diệu Tâm về nhập tháp ở Huế nên bận rộn các buổi lễ tôi chưa có thể đến thăm thầy. Xong việc gọi điện thoại xin phép đến thăm thì thầy đùa ngay, về mấy tuần rồi mà trốn biệt hỉ. Biết là thầy đã có thần thông nhìn thấy ruột gan tôi nên vội thưa ngay, con xin phép ngày mốt đến thăm thầy. Ngày mai tôi đã có hẹn đi viếng nhà thơ lão thành Trụ Vũ. Khi bác Trụ Vũ biết hôm sau tôi sẽ đến thầy Tuệ Sĩ bác đã gọi ngay hai cô con gái Thiên Anh và An Hòa đang ở đó, nói sắp xếp xe ngay để ngày mai cùng đi Đồng Nai thăm thầy, dù bác đã ngoài 90. Ái nữ Thiên Anh của thi sĩ Trụ Vũ đã mang theo bức thư pháp viết vội để kính dâng lên thầy. Thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Nội dung bức thư pháp là Tuệ khai dòng nghiệp về trung đạo. Sĩ mở đường tâm tới đại hùng. Thiên Anh, kính dâng thiền sư Tuệ Sĩ. Chúng tôi ngồi trước hiên nhà uống trà và nói chuyện, cho đến khi bốn vị trong gia đình bác Trụ Vũ cáo từ ra về, sau gần 2 giờ đàm đạo. Tranh thủ lúc thầy nghỉ trưa tôi đi vòng thăm chùa Phật Ân. Nhưng tự nhiên trong lòng thấy bồn chồn, tự dưng thấy chốn này có vẻ quen quen, nhưng nghĩ chùa nào ở Việt Nam thì cảnh trí chắc cũng gần giống nhau. Đi một vòng, quay lại trước cốc của thầy thấy mọi người vẫn còn nghỉ trưa nên tôi đến viếng tháp của Hòa Thượng Minh Chiếu ngay kế bên cốc của thầy mới sực nhớ ra rằng có thể mình đã từng đặt chân đến đây vào khoảng năm 1972 năm 1973 khi khoảng đất này, và có thể nói cả vùng này, còn là một khu đất hoang sơ. Số là trong những năm ở Đà Nẵng khoảng năm 1969 đến năm 1972 tôi thỉnh thoảng thường lui tới khu vườn ở bãi biển Sơn Trà. Ở đó có một khu vườn rất rộng, không nhớ trồng gì, do Hòa Thượng Minh Chiếu mua và giao hai vị đệ tử xuất gia là chú Sa và chú Quảng chăm sóc. Bây giờ thì chú Sa đã mất sau khi hoàn tục, và chú Quảng không biết lưu lạc nơi đâu, tôi không còn liên lạc.
Khoảng chừng năm 1973 năm 1974 tự dưng trong một buổi trưa có người gõ cửa phòng tôi ở khu nội xá Vạn Hạnh. Tôi đang ngủ chưa vùng dậy mở cửa thì thấy chú Quảng tươi cười đứng đó. Hỏi thăm thêm thì mới biết chú đang chăm sóc khu dãy ở Đồng Nai cho sư phụ Hòa Thượng Minh Chiếu. Hôm sau tôi đáp xe đò theo chú đến đó chơi, thì thấy chú đang khai khẩn khu vườn khá rộng và khô cằn, lúc ấy chỉ có một ngôi chòi tranh mới dựng lên. Theo suy đoán của tôi, đối chiếu lại các mối liên hệ thì có thể nơi ấy là địa điểm chùa Phật Ân ngày nay. Nói là nói theo trí nhớ vậy chứ không có gì xác quyết rõ rệt, nửa thế kỷ qua đã có bao nhiêu biến động, vật đổi sao rời. Cảnh trí chùa Phật Ân rất khang trang, là nơi đặt văn phòng của Hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời ở quốc nội. Đây cũng là địa điểm vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã chính thức tiếp nhận ấn tín Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đối chiếu với cảnh hoang vắng năm xưa còn vương lại trong ký ức, tôi mới nghĩ ngay đến mấy câu thơ người xưa đã viết. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Chú thích mở ngoặc lưu vũ tích, lậu thất minh. Theo cổ văn Trung Quốc, của Nguyễn Hiến Lê, Tao Đàn, 1966. Đóng ngoặc, nghĩa. Núi không cần cao, có tiên thì nổi danh. Nước không cần sâu, có rồng thì linh thiêng. Đích thị là vậy, mấy năm trước, hẳn ngôi nhà thầy đang ở đây, ngay trong vườn chùa chỉ là một căn nhà bình thường, kể luôn khu nhà bếp nhà kho chừng 100m², nằm ngay kế bên ngôi tháp của Hòa Thượng Khai Sơn. Nếu ở Tây Phương thì thường ngôi nhà nhỏ như vậy có khi là chỗ ở của gia đình người chăm sóc nhà, vườn, Hausmeister. Ở bên Đông Phương mình có thể là ngôi nhà cho người ở giữ và lo hương khói cho ngôi tháp kế bên đó. Nhưng ở đây, khi tôi đến thì thấy nó tỏa sáng và ngát hương như một tòa sen. Từ đây ánh sáng lan tỏa đi khắp mọi nơi trên thế giới. Mái hiên trước ngôi nhà nhỏ này cũng là nơi mỗi buổi sáng Hòa Thượng trụ trì Phật Ân Thích Minh Tâm đến ngồi đàm đạo với thầy. Ngôi nhà nhỏ ấy, tuy không phải am tranh bên sườn núi, nhưng thiết nghĩ cũng có đủ nội dung một khung cảnh hữu tình sơn và thủy. Về bài thơ tự thuật, khi tôi bắt đầu nhận những công việc thầy giao cho, đầu tiên là thực hiện vài công đoạn còn sót lại của tác phẩm, tổng quan về nghiệp tôi đã thực sự không khỏi có chút bối rối. Bối rối bởi lẽ trong hơn 20 năm làm việc ở Đại học Kyoto tôi chỉ làm việc trong môi trường y học và kỹ thuật của Tây Phương, suốt ngày bận rộn với nào là các hội thảo, Congress, nào là PAPIM. Nay quay về lĩnh vực tư tưởng Đông Phương thì từ suy nghĩ, phương cách của Tây và Đông khác nhau nhiều điểm. Đó là chưa nói phải ngồi ở nhà làm việc trong điều kiện rất ít các phương tiện trợ thủ. Không còn thư ký phụ việc, mà có khi còn phải giải thích này nọ với các bạn đạo khác cũng chỉ góp phần, công quả. Nhưng phải nói đó là một may mắn lớn trong đời mà thầy đã thương yêu dành cho tôi. Trong những ngày vùi đầu trong những trang kinh vì bắt buộc phải làm cho kịp thời gian, có khi kéo dài cả nhiều tuần, tôi đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những Phật ngữ. Tôi đã có những giây phút rúng động toàn thân khi hiểu được lời dạy của Đấng Thiên Nhơn Sư thông qua cách diễn đạt rõ ràng và bác học của thầy. Kèm theo những chú thích đúng chuẩn mực hàn lâm. Điều ấy khó diễn tả được thành lời. Nghĩ lại thấy mắc cỡ, cả đời nói là học Phật Pháp nhưng ít khi chịu khó ngồi đọc hết một bộ kinh, nếu không có sự phân công hay áp đặt vào công việc như vậy. Tình yêu thương thầy dành cho ấy thật khó nói hết được trong một tiếng cảm ơn. Lúc bơi lội trong những tư tưởng, ngôn ngữ và lý luận cao siêu của ý niệm, nghiệp, đi từ Ấn Độ học, đến Phật giáo, từ Đông sang Tây, tôi phải kinh ngạc nói với mọi người chung quanh rằng, đây đúng là một tác phẩm của thế kỷ. Tôi chia sẻ những nhận xét ấy với một số trí thức Phật giáo ngay lúc mình đọc được, ai cũng nể phục. Cơ hội ấy đã kéo tôi quay về với nguồn cội của mình, bắt đầu chuyên tâm hơn về Phật học, cố dùng thời gian còn lại để bù đắp cho những năm tháng đi lang thang trong các lĩnh vực, phạm trù khác. Tôi bắt đầu đọc nhiều các tác phẩm của thầy, có khi để học hỏi, để bù lại những khát khao của mình. Nhưng cũng có khi vì nhiệm vụ hay công việc được giao trong quá trình thực hiện và ấn hành bộ thanh văn tạng thuộc Đại Tạng Kinh Việt Nam. Tôi đã có cơ hội, gặp, lại những người quen cũ, những bậc thầy cũ, sống, lại khung trời thân thương cũ của Vạn Hạnh năm nào, khi đọc Bùi Giáng nói về thơ Tuệ Sĩ. Chỉ một bài thơ, Tuệ Sĩ đã trùm lấp hết mọi chân trời mới cũ từ đường thi Trung Hoa tới siêu thực Tây Phương. Bùi Giáng đã nhận định như thế về Tuệ Sĩ qua bài thơ Không Để Bùi Giáng. Đi vào cõi thơ, nhà xuất bản Ca Dao, Sài Gòn 1969. Lời ấy quả không ngoa, và thật ra không chỉ Bùi Giáng mà có rất nhiều người viết về thơ Tuệ Sĩ khác.
có thể bao nhiêu ngàn trang sách cũng không ngoài ý nghĩa đó. Thầy Tuệ Sĩ thì viết và nhận xét về những nhà thơ lớn Trung Hoa như sau. Lý Bạch, tiên tài, cho một thế giới thần tiên, ngoài cuộc thế. Đỗ Phủ, nhân tài, giữa những người cùng khốn. Lý Hạ, quỷ tài, cho những oan hồn chứa đầy u hận, hay chỉ là xảo thuật ma quái của vần điệu. Cũng có thể, quỷ tài được hiểu như là một thiên tài quái dị, mà ngôn ngữ được sử dụng trên mức độ ma thuật, ngụy quyết. Đó là tư chất thiên phú, với những tưởng tượng đầy tính siêu thực. Sử dụng thi ca y như thủ pháp ma thuật không phải chỉ là một kỹ xảo. Đằng sau từ điệu huyễn hoặc còn ẩn chứa một thế giới huyễn hoặc, thế giới của thần mộng và cô liêu, có thể gọi như vậy. Trong tận cùng sâu thẳm đó là gì, có lẽ chúng ta không thể tìm đến chỉ do sự thúc đẩy của bản tính hiếu kỳ, mà phải đến bằng tất cả những lời kêu gọi thống thiết của định mệnh nhân sinh. Bởi vì, khi Nguyễn Du viết văn tế thập loại chúng sinh, người ta có thể nhìn thấy tường tận cái tâm trạng của người chăng, hay có thể phát kiến một bối cảnh xã hội nào đó của tâm trạng ấy chăng. Đó là nói về những thi sĩ danh tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Lý Hạ mà tác giả dùng các chữ tán tụng là tiên tài, nhân tài, quỷ tài, là nói chuyện về người xưa. Tất nhiên không thể gói gọn các lời tán tụng trong ba nhân vật trên vì còn có bao nhiêu tên tuổi khác rực sáng trên vòng trời thi ca thế giới như Tagore, Goethe, Hölderlin, Shakespeare và rồi cả những Nguyễn Du, Huy Cận, Bùi Giáng, Hàn Mặc Tử vân vân. Nhưng Bùi Giáng đã hoàn toàn có lý khi nhắc tên một nhà thơ, đã trùm hết chân trời mới cũ. Bài thơ, Mắt Biếc, mà Bạch Xuân phè dịch là, Deep Innocent Eye, là một ví dụ. Vậy kế bên những tiên tài, nhân tài, quỷ tài ấy hẳn còn có những ích tài, khác. Cứ tạm gọi là, tăng tài. Nhưng thú thật, nếu phải nói về thơ của vị, tăng tài, ấy quả là một việc làm mặc chiếc áo quá khổ của tôi. Tôi chỉ như một cậu học sinh mới tập tành đọc để thấm thơ Tuệ Sĩ, để khơi lại nguồn mạch Tuệ Sĩ vốn có sẵn chút ít trong tâm hồn mình. Cõi thơ của Tuệ Sĩ vô cùng rộng lớn. Thầy làm thơ Việt, thơ Nôm và cả thơ chữ Hán. Thể thơ nào khi đến tay thầy thì cũng chắp cánh bay cao. Ba cuốn sách thuộc bộ Tuệ Sĩ Văn Tuyển, được thầy cho là ba cuốn sách luôn luôn nằm trên kệ hay đầu giường của tôi. Lúc cần đọc vói tay là có ngay. Tôi trân trọng bộ sách ấy không những vì nó là một tuyển tập đa diện do thầy Hạnh Viên siêu tuyển từ nhiều tác phẩm khác của thầy, mà còn vì chính nó là món quà thầy dành cho tôi. Cũng có thể đó là một lời dạy, một ngón tay chỉ đường trong giai đoạn mà tôi vẫn còn say mê làm việc trong các cơ sở Tây Phương. Thầy đã viết lời tặng sách thật thương, thật vạn hạnh. Hôm nay nhớ thầy quá mà biết thầy mệt nên không dám điện thoại thăm, nhắn tin thầy thị giả thì chỉ được trả lời ngắn là, sức khỏe ôn vẫn vậy. Nghĩa là vẫn rất yếu. Tôi bèn giờ tập sách ra xem. Vô tình gặp một bài thơ ít được nhắc tới nên xin phép chép ra đây để cùng thưởng ngoạn. Bài thơ làm tuy đã lâu nhưng lại có thể ứng vào những ngày tháng hiện tại. Nội dung bài thơ chuyên chở bao nhiêu trăn trở của tác giả trong suốt một đoạn đường dài của cuộc đời. Tự thuật. Tam thập niên tiền học khổ không kinh hàm đôi lưỡi ám tây song xuân hoa bất cố xuân quang lão thúy trúc tà phi thúy mộng hồn. Nhẫm nhiễm trường mi thủy hoại án. Tha đà tố phát bán tàn phong nhất chiêu cước lạc huyền nhai hạ thủy bá chân không đối tịch hồng. Nguyễn Minh Cần dịch. Tự thuật. Ba thập niên rồi học khổ không. Kinh sách chất đầy cả cửa song. Xuân thắm không nhìn, xuân hóa lão trúc xanh thoáng lượn đã say hồn thời gian thắm thoát mi dài rũ. Tháng lại ngày qua tóc điểm sương một sớm xảy chân rơi vực thảm chân không bèn lấy trọi đêm hồng. Nhất Uyên dịch. 30 năm trước học khổ không kinh điển đôi chồng che cửa song xuân xanh không đoái xuân già cỗi trúc biếc tà bay, ngát mộng lòng thấm thoát mi dài buông án cũ. La đà tóc bạc lửa tàn phong. Một sớm hụt chân rơi vách núi. Mới thấy trơn không đối tịch hồng. Bài thơ thể hiện những suy tư về cuộc sống, về thời gian, về sự cô đơn và sự trống rỗng. Đây cũng chính là suy tư của tác giả về quãng đời của mình, về những trải nghiệm sâu sắc. Nó chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa và hình ảnh, mỗi người đọc có thể hiểu và cảm nhận theo nhận thức và căn cơ của mình. Và đó chính là nét độc đáo của thể thơ tự thuật. Tủ sách áo lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập 3. Nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ sách áo lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ sách áo lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hẹn gặp lại vào tập 4.